Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình cho các bạn xem cây ớt của mình nè. Cây này thì một cái loại là ớt nó cũng có vị cay, trái nó nhỏ và lá nó cũng nhỏ luôn. Mình thích trồng cây ớt lắm, tại vì nếu mình trồng cây ớt thì ngày nào mình cũng có ớt tươi để mình ăn hết, không có cần phải đi mua ha. Cái cây này mình trồng cũng được 4 tháng rồi các bạn. Nó đã cho mình hai đợt trái rồi. Đợt thứ nhất thì cách đây 2 tháng mình thu hoạch trái liên tục trong vòng mấy tuần liền. Mỗi ngày thì mình hái khoảng mười mấy trái, mình cất vào tủ lạnh tại vì nó chín liên tục, mình ăn không kịp. Còn đợt này thì nó ra trái cũng rất nhiều, nhưng mà bình thường theo kinh nghiệm của mình là nó sẽ chín từ từ. Cho nên trái nào gần chín thì mình sẽ thu trước, mình cất vào tủ lạnh. Các bạn có thể để vào, nếu mà ăn không hết thì mình có thể để vào đông đá luôn ha. Còn nếu mà nhà mình nhiều người cần thì ví dụ mình cho người này người kia thì các bạn có thể bỏ vào ngăn mát cũng được. Cách chăm sóc thì cũng rất là đơn giản luôn ha. Cây này đầu tiên là các bạn lưu ý là nếu mà nhà mình mà có một cái gốc nào mà có ánh nắng thì mình mới trồng được. Có nhiều bạn là nhà bị khuất nắng đó các bạn, mình trồng cây ớt nó sẽ không có ra hoa và ra trái đâu nha. Tại vì lúc trước đây mình trồng cây ớt cũng nhiều lần rồi, mình thấy để trong mát thì nó sẽ không có ra hoa, nó không có đậu trái. Còn để ngoài nắng thì cây ớt nó có hoa có trái. Đó, lưu ý là cây ớt phải cần ánh nắng. Cái thứ hai thì mình trồng trong chậu như thế này ha. Thì cái chậu này của mình là cao khoảng 1,5 gang tay nè. Đó, cái chậu này là chậu vuông. Thì mình sẽ trộn đất với tỷ lệ là 1/2 phần đất nè, 1 phần vỏ trấu và 1 phần phân gà. Nếu mà mình có phân gà thì nó sẽ tốt hơn ha, tại vì cây ớt nó thích hợp với phân gà hơn. Rồi mình trộn như vậy rồi mình trồng cây ớt này vào thì nó sẽ đảm bảo là đủ dinh dưỡng và thoát nước tốt cho cây. Mỗi ngày thì mình sẽ tưới nước 1 lần vào buổi sáng nha. Nếu mà bữa nào mình không tưới thì cái lá nó hay bị héo đó, mình thấy vậy đó. Cho nên là ngày nào mình cũng tưới nước vào buổi sáng hết. Cái chậu này thì các bạn cần phải có lỗ thoát nước cho chậu nha các bạn. Nếu mà không có thoát nước thì cây nó sẽ bị úng và chết luôn. Rồi sau đó thì mỗi tuần mình sẽ tưới cho cái chậu cây của mình là dung dịch GE. Mình pha vào nước rồi mình tưới để cho cung cấp thêm cái dưỡng chất để nuôi cây ha. Cái dung dịch GE thì rất là đơn giản, các bạn có thể lên Google hoặc là lên YouTube các bạn search là cách làm dung dịch GE. Mình cũng đã có 2-3 cái video để hướng dẫn rồi, các bạn có thể search cách làm bằng cách là gõ tên của mình là Võ Quỳnh Tiên cộng thêm cái từ khóa là cách làm dung dịch GE thì nó sẽ ra ha. Rồi thì mình cứ trồng như vậy thôi, nếu mà có trái thì mình thu hoạch trái, còn không có trái thì mình tưới cây cho vui, coi như là trồng một cây kiểng trong nhà vậy đó. Trái thì rất là nhiều luôn. Cái này là mình chỉ quay cho các bạn xem một góc thôi, chứ phía bên kia cũng trái cũng rất là nhiều luôn. Nếu mà nó chín một lượt là nhiều khi là ăn không hết á, nên là thường mình hay bỏ vào tủ lạnh. Thì trồng cây ớt nếu mà không phát sinh gì thì mình cứ trồng và mình thu hoạch trái thôi. Còn nếu mà cây ớt của mình bị vấn đề gì, chẳng hạn như là không có hoa nè, hay là hoa bị rụng nè, hay là trái bị vấn đề gì đó, thì mình bị tới đâu thì mình lên mạng mình hỏi tới đó ha. Chứ cây ớt này mình cũng không có rành á, mình trồng mình thấy cũng bình thường. Nhiều khi mà mình thấy nó có rầy có rệp á, mình cũng kệ nó luôn. Và lúc trước thì mình nghĩ tới chuyện là mình sẽ mua cái thuốc hóa học để trừ mấy con rầy rệp á, nhưng mà tại vì mình trồng số lượng ít lắm, mình chỉ trồng có một cây để mình ăn thôi, nên mình cũng không có cần sử dụng hóa chất. Quan điểm của mình là trồng có thì ăn, không có thì thôi, mình cũng mặc kệ à. Còn những người mà người ta trồng cả vườn số lượng lớn để người ta bán, trồng để bán thì đương nhiên là người ta phải tìm cách rồi. Người ta phải tìm cách là xịt cái này xịt cái kia để cho còn có cái để mà thu hoạch. Còn như mình thì cái vườn cây của mình mình trồng nhiều loại thuốc, rồi nhiều loại rau, rồi hoa, kiểng này kia các thứ thì mình không có sử dụng hóa chất nha các bạn. Mình kệ luôn. Nếu mà nó cho trái thì mình ăn, còn nếu không cho trái thì mình thôi. Chứ mình cũng không có đặt nặng vấn đề là phải có trái cho mình, rồi mình phải lăng tăng đi tìm thuốc hóa chất mình xịt. Hồi xưa mình cũng mua đó các bạn, mình cũng mua mấy cái thuốc hóa học để về mình xịt cây này cây kia. Nhưng mà sau này mình không có thích như vậy nữa nên mình kệ luôn.
Thì đợt vừa rồi á các bạn, cái cây của mình á, cái hoa của nó lúc mà nó ra hoa nó cũng bị rầy rạp đầy ở trên lá hết á. Mình nghĩ là nếu mà mình không xịt á thì nó sẽ không có đậu trái, nhưng mà rất là bất ngờ luôn, mình cũng không thèm xịt mà nó vẫn đậu trái cho mình rất là nhiều, và cái trái bây giờ nó cũng rất là chắc khỏe nè. Thì mình ăn cái trái này vô mình không có sợ bị bệnh, tại vì cây thuốc của mình, cái cây ớt của mình không có bị xịt thuốc gì hết. Hiện tại thì nó cũng có rầy rạp trên lá đó các bạn, nhưng mà mình cũng kệ luôn, các bạn biết mình rồi đó. Mình trồng á hả, cây nào sống được á thì sống, không sống được á thì thôi, chứ mình không có ép đó. Nhiều cây nó không muốn ở với mình nữa thì thôi, mình không có ép ha, chứ mình xịt thuốc làm chi cho nó cực cái bản thân mình mà nó hại cái cây, mà nó hại luôn cái đất trồng, rồi ảnh hưởng tới cái môi trường của mình nữa. Nên là các bạn trồng mà không có bị áp lực á thì rất là thoải mái, còn nhiều khi mình trồng để bán á, thì mới bị áp lực ha. Và video của mình tới đây là hết rồi, mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha, bye bye.